Xin chào quý vị và các bạn, và chúng ta sẽ cùng tới với game đấu đầu tiên trên bán đảo quân sự. Tất cả các đội tuyển của chúng ta đã bắt đầu nhảy dù rồi, vẫn nằm xuống rồi. Sci-Fi là người có cái điểm hạ gục đầu tiên lần này, và mạng sai anh cho Sci-Fi nha. Anh ta có thể đuổi thêm một người chơi ở phía xa hay không đây? Tuy nhiên bây giờ đây thì sẽ có người chơi đẩy xuống, và bây giờ mình sẽ cụ tiêu đã bạn cấu yếu máu rồi, nhưng Storm nằm xuống. Bob F bây giờ sẽ chạy xuống cho mình ở khu vực gầm cầu này. Trong khi đó thì Yago đã có mạng của Ray bên phía Evos Divide, và bây giờ các thành viên còn lại của bên phía Evos họ đã bắt đầu đẩy tới. Sẽ có mạng dành cho vị trí của Doshi đây không đây? Không, đó là mạng của Epcop. Và bây giờ thì các thành viên của bên phía đó chỉ ở Evos họ sẽ một đổi một với các thành viên của bên phía team Lao. Nhưng Lao bên phía này cũng đã có mạng gục rồi. Cowen cũng đã có một tình huống hạ gục được một người chơi, một tình huống sớm muộn vẫn người. Nhưng ở đây chúng ta có bên phía B-Sport. B-Sport đang gây rất nhiều sát thương nên kill qua dù mà mất một rồi. Nero vẫn đang pick được một. Phía kia là những tiếng bắn, đồn quại có được khẩu súng bắn ở đây. Nero vẫn đang có những tiếng nát đạn già xuống dưới cây cốt. Có người Hoàng Anh cầm M82B, nhưng tiếng pick là tốt. Lóc cài không ngồi sinh được thành công ai cả. Họ đang lùi đi. Nhưng bên phía này, bên phía Lào họ lại tiếp tục giao tranh với Evo Divide. Evo Divide vẫn đang bị gây rất nhiều sát thương giả. Và Lào bây giờ quyết định tha hay không? Và Lào chính xác hơn, họ đang rất yếu máu rồi. Evo Divide mất đi một ray phải nằm xuống. Còn Furby ngày Dro 7 cũng đang công vào đây. Và bây giờ đây vòng bo đầu tiên của chúng ta là bắt đầu thu lại sẽ là những gì biết mà các thành viên của bên phía team Lào họ đang bị out ra ngoài bo. Trong khi đó thì PE Sport với việc họ vừa chiến thắng giao tranh với các thành viên của bên phía đó cho RQ, phát đi cho mình những quả kèo. Vị trí của Kao đã bắt đầu có những tình huống bắt dính cho mình, đó là liệu chóng bằng một góc độ mà các thành viên của bên phía đó cho Rayta họ tập trung vào Hoàng Anh. Hoàng Anh bị đẩy lên, và bây giờ đây các thành viên của bên phía đó cho V Sport họ sẽ chuẩn bị mất đi Hoàng Anh. Đúng là như vậy, Hoàng Anh nằm xuống rồi. Tình huống trở về là 3v4 khi mà vị trí của Rayta họ đẩy lên là vô cùng nhanh chóng và sẽ phải nhảy ngược lại cái cổng di chuyển này. Nhưng mà Vidala đã có một cứu phải nằm xuống rồi. Fisk còn đúng 17 máu. Và bây giờ đây vị trí Lob XL bây giờ đang rất yếu máu nha. Phải đẩy lên, và bây giờ Lob XL nằm xuống rồi. NMG họ vẫn đang bắn M79 được phóng ra. Nốc được một, nốc được cài. Và đó là triple kill. Một cổng ống nil nữa thôi. Và một chi spot dừng chân lại ở cái top thứ 11 luôn. Xe thật, nhưng mà bây giờ vị trí của Stop sẽ bắt đầu nhảy xuống. Sẽ là một góc độ vô cùng thông minh. Và bây giờ thì Action nằm xuống nha. Dill là người có mẹ gụm này, và gần đó anh ta là vị trí của Anes. Nhưng mà Anes thì như có chỉ có thể đứng ở trong bom cao này. Và thế là bây giờ vị trí của bên phía đó cho All Gamers họ đã bắt đầu đẩy lên. Nhưng trên đồi có một đội tuyển khác, đó chính là Buriram United Esports. Bây giờ thì Hotshot nằm xuống top thứ 10 rồi. Chúng ta sẽ chỉ còn là 9 đội tuyển và 27 người chơi. Dill nằm xuống và người có mẹ hạ gục là Moshi. Tuyển xuất hiện rồi, một con xe. Và quá những sát đường ra vào giả. Một tình huống hồi phục lại máu, nhưng LVT vẫn đang phải yếu. Nốc được một, nốc được cài. Có một đội tuyển khác vào đây và khiến cho Lao dừng chân cái top 6. Người an toàn lại là P-Sport. Nhưng P-Sport bây giờ tạm thời mất đi Don't Cry. Don't Cry dùng lại bộ hồi phục lại thành công. Nhưng Gonic, Gonic First nó cũng đang ở đây. AQ Azu cũng có những loạn đạn vào đây rồi. Con Nico Pace lùi ra, nhưng một quả lựu đạn khiến cho LDG nằm xuống. Chỉ 11 mạng hùng mặt thôi, nhưng đang có những cái top thứ 5. Don't Cry một lần nữa phải nằm xuống rồi. Quá nhiều lựu đạn được AQ Kazu đáp ra. Và AQ Kazu họ đang là đội tuyển cái nhất bản đồ từ điểm tại. Wasana nằm xuống rồi. Buriram United vẫn đang có những tình huống ná đạn xuống đây, nhưng chưa có thể làm gì được quá nhiều cả. Khi mà AQ Kazu họ đầy đủ tới 4 thành viên và công vào đây. NMG cũng đang có những lạc đạn đến bên phía của Buriram United. V-Sport đến từ điểm tại vẫn đang còn sống sót với đó là Nero. Nhưng Nero quyết định tành bò rồi. Nero không biết có thể vào thành công bò hay không. Và bên phía con Inglepert, con Inglepert bây giờ còn là người chơi cuối cùng, sẽ được confirm đi ngay. Và cái mạng này dành cho bên phía của Nero. Còn 4 đội tuyển mà thôi. Nero bây giờ chưa vào được bò. Và tôi xong rồi. Đây là một tình huống cũng bò thu vào là quá đau. Và bị bọn thực chất cái top thứ 4. Chúng ta sẽ chỉ còn là 3 đội tuyển và 11 người chơi. Và bây giờ vị trí của RRQ họ vẫn đang bị kẹp giữa ở 2 đội tuyển, đó là Buriram United cùng với Netsu Miners. Vị trí của Mao bây giờ đây vẫn đang bắt đầu bị táp vào, và bây giờ vừa có một quả nét nhồi vào. RRQ bây giờ đây thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên vị trí của đó là Buriram họ mất hết những quả keo rồi. Và bây giờ đây vị trí của các thành viên bên phía Netsu Miners họ sẽ bắt đầu đẩy lên. Nhưng cần phải nhớ rằng góc độ của các thành viên bên phía đó cho RRQ Kazu là nó đẹp hơn nhiều chút.
Và thế là bây giờ các thành viên của phía RRQ họ sẽ bắt đầu đẩy lên. Bây giờ vị trí của đó là Netshoe Miners, họ đứng ở phía ngoài. Phía ngoài thật ra mới là nơi an toàn hơn dành cho vị trí của các đội tuyển cơ. Và thế là bây giờ vị trí RRQ sẽ bắt đầu đẩy lên. Rất nhiều giao tranh sẽ diễn ra ở đây và 11 người chơi, ai sẽ những người chiến thắng đây. Bây giờ vị trí của RRQ họ đang bắt đầu đẩy lên, nhưng cần phải nhớ đã có con xe đến vị trí của Buriram. Vị trí của Sana vừa nằm xuống, Nando chín lên người có mạng gục này. Và bây giờ sẽ có những quả súng sạc. Tutsi có mạng gục rồi, General nằm xuống. Và bây giờ vị trí của đó sẽ Nesho Manor còn một người chơi duy nhất thôi. Bây giờ thì RRQ họ có rất nhiều lợi thế, vừa lên xe được rồi, nhưng bây giờ thì Mao vừa phải nằm xuống rồi. Và bây giờ đây các thành viên của phía Buriram họ bắt đầu xử lý giao tranh quá hỗn loạn đi. Nhưng bây giờ vị trí Blue họ lại những người có lợi thế hơn, nhưng mà có rất nhiều bội phục nha. Và bây giờ top 1 sẽ là cho các thành viên của bên phía đó sẽ RRQ Kazu.